Chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi chợ Ba Giáp. Giờ là mình đang đứng ở chợ Ba Giáp nè. Chợ Ba Giáp là cũng là cái chợ của huyện Mỏ Cày Bắc. Mình với bé đi chợ, bé là con gái của mình. Bé ra chào các cô chị với con. Chào các cô chú và các bạn. Hôm nay thì mình đi chợ với mẹ mua trái cây gì làm trái cây gì? Làm mấy cây tô. Làm mấy cây tô nha. Trái cây tôm các bạn. Bây giờ lại chỗ này mua trái cây. Trái cây quá chừng luôn các bạn ơi. Đây trái cây nhiều lắm các bạn. Ở chợ Ba Giáp này là rất là nhiều trái cây. Trái cây nhiều dữ lắm nhiều luôn. Quá trời luôn ạ. Nhiều dữ lắm nhiều. Mình thấy đằng kia có một đống xài to luôn. Lớn dữ lắm lớn. Nhiều dữ lắm nhiều luôn. Thường thường mình cũng ưa hay đi chợ Ba Giáp này để mình mua chợ trái cây về để ăn. Và hôm nay mình mua trái cây về làm trái cây tô. Ở đây có bông hoa nữa, bông hoa nhiều lắm rồi các bạn ơi. Trái cây nhiều lắm, trái cây. Đằng đây mình thấy có cái, đằng đây có đống trái cây. Đống trái cây nhiều lắm. Đi bé ơi. Nhìn cái dãy này là toàn là bán trái cây không à các bạn. Trái cây nhiều lắm, trái cây. Chợ Ba Giáp này bán dễ mua lắm các bạn. Tại vì nó nhiều đồ dữ lắm. Cho nên mình mua rất là dễ. Đây mình thấy đây có đống cái cây đống xài. Đống xài nhiều quá chừng luôn. Xài nhiều dữ lắm các bạn ơi. Đủ thứ xài luôn. Xài bự, xài nhỏ gì cũng có hết trơn. Rồi đây có củ kiệu nữa chứ. Thường thường Tết mới có củ kiệu mà hôm nay cũng có củ kiệu luôn. Đủ thứ hết trơn. Đâu mình lại đây mình mua ít trái cây mỗi cái một thứ đi. Mỗi cái một thứ đi. Mình về mình bé lại lựa đi bác. Mình về mình làm. Mình làm trái cây. Tại vì cái một thứ. Mua một cái một thứ đi. Cái một thứ chùm. Một chùm nhỏ nhỏ thôi bé. Chùm nhỏ thôi con, chùm nhỏ hơn đi. Nhỏ hơn tại vì làm tới cây tô rồi, cái thứ thôi chứ đâu có nhiều. Cái chùm nhỏ thôi, tép ra. Tép ra. Cắt ra nhỏ nhỏ. Rồi đó, đúng rồi. Rồi đây. Rồi con lấy tới một cái hành long. Tới hành long nữa. Rồi chùm nó được rồi. Rồi tới hành long nữa. Chùm nó được rồi. Tới hành long. Tới hành long rồi tới bơm. Ở đây không có dưa gang nè. Dưa gang nè. Dạ. Ở ngoài đây. Đây mình mua sơ bô. Ở đây có sơ bô nè. Đấy ra đây lựa hai trái sơ bô đi con. Với một trái xài. Tính nhắc hả mẹ ơi? Hả? Tính nhắc hả? Cái nào về ăn liền được á. Làm ăn liền. Hai trái sơ bô chín này, về ăn liền. Cái dưa gang này có cắt ra không vậy anh? Có. Mua một khúc thôi. Viên tái xài. Thính quá à. Mày cầm nó đi. Lựa tới mềm đi. Viên tái xài chín này, tái xài chín này được không? Đó. Đây nha. Lấy hai trái táo thôi. Lại có chưa lấy táo ha. Đúng rồi, cái này qua họ mắc mùa hết trơn á. Cái xài này làm sao chứ? Chứ anh cắt cho anh khúc chưa gan đi. Cái này tính rồi. Có mềm hơn không? Lấy phân nữa rồi hả? Lấy không tới phân nữa không được. Tại vì làm cái cây cái chút rồi đúng không? Mua trái xài đi. Trái xài rồi. Đâu? Mới lấy á.
coi con miếng giấy về đủ chưa, đủ trái cây chưa, nãy mẹ có ghi miếng giấy đó, đó đọc rồi. Đủ chưa? Đủ rồi, giờ về mua sugo. À, hồi mua sugo. Ờ, thôi, lại kiếm tái vú sữa, mua tái vú sữa nữa, chưa có vú sữa, mua hai tái vú sữa nữa. Mua hai tái vú sữa nha dì 10. Không có. Bỏ đó. Ờ, vú sữa này không thấy không ngon luôn nè. Ngoài chị Tiến đó mẹ, thấy dượng ba hơn á, trèo lên cây vú sữa, thấy tỉnh không? Vậy hả? Quay ông đó lên đi đường lên anh cây á. Cây nữa. Lên. Rồi. Tiền đi con. Mua tới đây hồi nãy là 56.000 các bạn ơi. Rồi chưa? Để 25 thì còn nhiêu đây. Mua được nhiêu trái cây đây. Được nhiêu đây ha. Đủ chưa? Đủ rồi. Đủ rồi, hành đi. Ở đây là shop bán nón, bán dép, bán khẩu trang rồi nè các bạn. Dài dài đây chợ bán lớn dữ lắm. Bán giỏ. Bán đủ thứ hết rồi. Này diều. Diều để mình ra đồng mình thả. Đây sẵn cái mình đi chợ đây, cái mình để lại đây mình mua hộp hồng tơi luôn. Hồng tơi đang về mình trồng. Hôm nay bao rau mình hư hết trơn rồi. Thế giờ mình đi lại đây mình mua hộp hồng tơi. Thường thường mình trồng rau mình ra đây mình mua thôi. Đây. Cái chỗ bán hạt à. Rồi. Đây, thường thường mình mua hạt giống là mình mua ở đây không nè các bạn. Mua ở đây mình về mình trồng nó lên mạnh lắm mà nó rẻ nữa. Rồi kêu người ta mua hộp hộp mồng tơi đi con. Lấy con bình hộp mồng tơi. Mua một bình hộp mồng tơi 5.000. Mua khẩu trang nào ạ? Ủa sao giống khẩu trang ở nhà quá, người nó không biết được ấy. Màu hồng không thấy nhưng mà hình khác. Hả? Thường thường mình mua hạt giống mình mua ở đây, về mình trồng. Mà nay nước mặn quá nên không có trồng mấy kia được, giờ mình mua hộp mồng tơi thôi. Giờ mình với bé đi vô trong cái tiệm tạp hóa. Mình mua mua chai sugo. Bé đòi ăn sugo nữa. Mình mua chai sugo. Dài dài đây là bán bán dép. Bán dép rồi bán quần áo nữa các bạn. Rồi, đi tới tiệm tạp hóa đi. Kiếm tiệm tạp hóa mua chai sugo bé. Ở vô đây có đây. Đây mẹ thấy có chai sugo kìa bé ơi. Mình mua chai Hero đi con. Chai Hero đó đó. Hero dâu không hả? Dạ. Mua chai Hero dâu. Đây là tiệm tạp hóa nè các bạn. Đây bán đủ thứ, thường thường mình cũng ưa hay mua ở này nè. Cái gì? Cơm trái. Cơm trái chà bông. Mua chai hả chị? Tiệm này bán nhiều đồ lắm các bạn. Thường thường mình mua ở đây cũng nhiều lần lắm. Đây chai Hero đâu bé? Đây, chai Hero dở làm bằng nhựa gì không mà hồi đó là mình mua bằng đá. Hồi đó nó làm bằng đá. Ừ. Dở làm bằng nhựa không? Đủ rồi ạ, giờ mình về được ạ. Đủ rồi ha. Rồi về. Giờ mình với bé về. Để về cái mình làm trái cây dĩa, trái cây tơ chứ, nói lậu. Trái cây mình mua mình chuẩn bị xong hết rồi nè các bạn.
giờ mình bắt đầu làm nha. Giờ đây mình có một cái xài, rồi đây là cái thanh long, rồi đây là hai cái sa bô, này là khúc dưa gang, này hai cái vú sữa, này là hai chùm nho mà chắc làm không hết, chín món, ba cái mận, hai cái bơm, ở đây là đậu phộng, dưa hấu, này là sữa, này là nhãn, nhãn này á với sữa bò này á là của Hồng Duyên cháu của mình ngày hôm qua mua, ngày hôm qua mua đem về đang đem xuống đây để mà làm trái cây dĩa, trái cây tô ăn, mà mình nhớ là trái cây dĩa không, mà mình đang làm trái cây tô chứ không phải trái cây dĩa. Rồi mời các bạn cùng làm với mình nha. Giờ bé với chị Hai làm gọt trái cây. Bây giờ là con gọt con để vô cái thao này hồi múc ra tô hay sao? Giờ mình để vô mỗi thứ mình để từng tô đi chị Hai ơi. Vậy của hiện hồi con không thích món đó kìa. Không thích thì chị bỏ qua em ăn cho. Con đây món nào cũng thích á. Giờ mình gọt cái nào cái mình chọn bỏ vô chọn lửa, hả? Cái đó rồi luôn cái hồi nó đang mà mình khỏi lửa. Mua hai tái tỷ thôi mình nhỏ. Vậy chứ một cái chút nó mà đầy tô luôn á. Con trẻ vô sữa này. Nhất tưa này mà mình ăn cái cây tô này mát lắm các bạn. Rồi, chị Hai thì gọt cái sữa. Bé thì gọt mận. Mỗi cái đó mình để vô mỗi cái thứ gì đó. Mình đâu có mình chuẩn bị 5 cái tô đi. Chị Hai lấy ra thêm cái nữa chị Hai. Cục vừa vừa hơn gần cái mận thì cắt vắn vắn dài quá bị hồi sau múc. Cắt vậy thọn chắc lấy đũa gấp á. Cắt dài gì em cắt vậy luôn đi. Ê, nhỏ nhỏ thôi cái để hơi một cục bự quá cái hồi nó đầy tô luôn cái mình để nước đá vô nữa không được. Nhãn này ngon dữ lắm các bạn. À, nhãn này nhãn tiêu. À, cái hột nó nhỏ xíu à. Cơm nó dày lắm. Con thấy có loại nhãn nào mà tái bự chảng luôn là kêu nhãn gì không bà? Nhãn lông quá. Con thấy tái bự dữ lắm. Nhãn lông nó thơm, nó ngọt mà đều cái hột nó bự. Nhãn nó thơm dữ lắm, còn nhãn này thì nó không có mùi thơm như nhãn lông. À, nhãn lông thì mình tòng tái nó không có nhiều bằng cái nhãn này. Nhãn da bò này. Mẹ trái siro chưa đem ra ha? Ừ, còn trái siro nữa. Này không có siro là không ngon đó nha. Rồi để mẹ vô lấy trái siro. Có trái siro nè các bạn. Hồi nãy mình quên lấy ra. Hồi sớm mình có mua siro dâu. Này mình quay có siro rồi sữa nên mới ngon. Trái cây mà không có trái cây tô mà không có hai thứ này với đậu phộng là ăn không ngon. Cái siro đẹp, màu đẹp quá trời. Rồi mà không biết nó có quá chất gì tổng hùng nữa. Thấy màu đỏ quá. Hay mà mình có mua dâu về mình nấu chắc ngon hơn ha. Ông cái này anh nằm mua dâu tây. Cái nào nhiều thì mình để nhiều nhiều một chút. Nhãn nhiều để nhiều nhiều để tô vị hai ba tái luôn chị Hai. Trước vậy. Coi còn dư không phát. Nhãn nhiều. Nhãn hôm qua Hồng Duyên mua nhiều lắm. Này người ta có chuối sáp nữa các bạn. Mà mình thì không có chuối sáp cho nên hồi nãy mình có mấy nấu mấy cái trái chuối mà tá quạ của mình nó hơi non non rồi mình nấu thấy ăn không ngon thôi mình không có đem ra luôn, bỏ luôn. Chuối sáp, rau câu. Giờ này mà đếm nhiêu đây chắc cũng có chục loại rồi ha. Chục thứ á. Nãy đếm gì? Chín thứ. Nãy quên đếm coi nhiều. Đếm thứ rồi. Nếu mà đầy đủ hết chắc mười mấy á. Mà này chưa đủ còn thiếu rau câu nè. Rồi chuối nè. Rồi gì nữa ta? Còn nhiều thứ á. À, nhiều khi chắc này người ta thích gì thì người ta làm đâu á ha.
Ông Đậu thích cái nào thì để cái đó. Ừ. Để biết bữa bữa đi ăn bên Sài Gòn thấy tin mạng cái quán của nó thì quảng cáo có kiwi ha, mà đi ăn không có. Quảng cáo đồ có dâu tay rồi nhưng mà tới chỗ ăn không có. Không có hả? Thắc mắc không? Ăn tới cái tô để hình tin mạng nhìn coi hấp dẫn lắm mà mình đi tới quán không bằng. Ủa thích mặn gì ngủ ta? Mặn gì nó có đấm vú không vú ha? Ở đây nè, đã nè. Mặn gì đã phước không? Bây giờ nó phước mà nó bầu lại đó, nó bịch cái mũ nó bị nấy chặn á. Nó chặn cái nè, nó chặt cái nãy miệng háo là chặt. Không có thấy tái cây. Không có thấy này nè. Mình có củ đó mình ăn nước đá không này, mình củ ít thôi. Má ăn là nó phụ nước đá nhiều hơn chứ phải. Ghép vào đi, ghép hình chữ rồi đi, vẽ chữ màu á. Được chưa? Đó, rồi vậy ngon nè. Thấy thèm nè. Cái này chắc thèm quá, thèm đá quá. Con cái ếch không? Đá nè. Thấy thèm nè. Của Hồng Duyên á. Rồi. Vẽ kìa. Rồi vậy. Để cho nó ăn gì nó cử cái đậu ơi. Chứ. Để đậu nè. Cử ăn cái gì quá ta đẹp. Ôi dưa ăn. Ôi dưa hấu hả? Cử dưa hấu rồi cho ăn xì gô. Rồi trái cây của mình làm xong rồi các bạn. Mời tất cả các bạn nha. Rồi. 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 Quang. Rồi. 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 Tại mẹ không có nhà, mẹ con đi đâu rồi. Rồi, dầm ăn đậu hỏng thêm, để thêm đậu hỏng hết. Cái đậu hỏng nó không đâu, hỏng nhiều à. Để thêm sữa này. Rồi đừng để thêm sữa em này. Béo quá, ngon thiệt chứ. Chưa mớ chứ, dầm xuống nó béo rồi. Chị ông Duyên mua nhãn nhiều ghê à. Rồi, cái cây này ngon. Nhãn tiêu còn ăn cho ngon. Nhãn quá đã rồi, còn nhãn nhóc. Bé hồi ăn đá luôn. Nhãn quá tại ăn đá luôn, chị Duyên mua quá tại luôn. Ngon. Ngon hơn, đậm đặc hơn ở trong chợ làm cho mình. Húc. Ngon. Ủa, ngon luôn. Chị Duyên mà. Đâu đầy khoe chứ. Trưa này ăn mát. Giống chợ ha. Mất gỡ quán tới cây tô Hồng Duyên ơi. Ngon hơn trong chợ rồi. Cái bảy làm cháo cũng ngon mà cái này cũng ngon. Ngon ha. Giống chỗ quán cái cây thiệt bộ. Bán ngon á, một lần một á, ở trên lộ, trên ngoài ngoài tỉnh có chỗ có tiền mà bơm cái sân tức. Không phải ra chợ rồi chứ, mình đi bán ngay dọc đường bán ngon mà nó chợ đó không bằng, không bằng ngay chợ vậy. Ở đây mình không có cái vụ mà cái cây tô không làm bán không được. Không bán. Là cái cây gì á, giờ cái cây tô. Giờ người ta làm cái tô mũ á. Nó ăn người dục tàu luôn ha. À. Ừ. Để khỏi rửa. Rồi nó ngọt, nó béo. Ngon quá. Ừ. Không có khúc dừa mà béo quá kìa. Không có nào. Có sữa mà chú. Ừ. Cái này đâu có nước khúc dừa. Vậy thím bảy xuống ăn được, bị thím... Nhắc chưa vậy? Nhắc chưa vậy? Cũng nhắc chứ. Cũng được ăn, được ăn, nó không đi hả? Không, mẹ bệnh. Không phải bệnh thì nó đi. Không phải bệnh hả? Tăng huyết áp. Quá. Này là thím bảy mở tiệm á. Bán. Mốt mà thím mở tiệm Hồng Duyên ủng hộ mình thím nha. Dạ. Trời ơi. Dẫn người lên. Dẫn bạn bè đồ tới ủng hộ mình thím nha. Mở ngày ba. Thím cũng ham làm cái tiệm gì mà bán mà chưa có thím phải làm bán được. Không? Ừ. Thím có một đất lỗ quá mở bán rồi. Ngày cái này.
Dạ kim nằm á. Dạ kim nằm không? Ừ. Ngày đó bán ai mua? Tại mà cắt cái nhà ra cắt gì nói. Bơm cát cắt từ nhiều tiền dữ lắm. Cũng như mình bơm miếng đất cát cái nền thì mình có tiền chế á. Ừ. Thì chứ nhiều tiền lắm Hồng Duyên ơi. Giờ ngay chỗ chỗ ông Tâm á. Ngay ông Tâm á, bơm cái đấm lùm ra đó, gà đó cắt được á. Đâm ngay chỗ cả ba. Ừ. Anh Tâm á hả? Ừ. Mà trong đây thấy ít người quá. À. Ai đâu mua ổ. Lưa thưa không có ai thêm. Em vừa bán tiệm á. Mà lúc gậy gì bị nảy kia nọ, người ta đâu làm gì ra tiền đó. Ta có đi đâu đâu ra tiền mua. Không đi. Không có đi. Đóng cửa thôi nhiều lắm á. Không có đi buôn bán được nữa. Để qua hết đợt dịch này đi tính. Đợi hết đợt dịch này chắc cũng lâu. Về tháng nữa. Vậy chắc được nghỉ vài tháng luôn quá. Thành phố Hồ Chí Minh bị 4 người đó. Còn bác Hương có học không? Có. Nghỉ tới giờ cái gì? Chắc nghỉ hết học tiền. Làm cái tô ăn bể bụng. Nói còn đồ làm cái tượng. Giờ là ăn bể bụng. Nãy đồ làm cái tượng chú bãi nghe không? Em phải làm cái tượng quá, bị thấy nhiều quá tài nữa. Giờ ăn cái hết nổi vậy nó nghe là. Mà tại nắng nóng ăn cái này nè. Nó hợp. Nó không mát nữa không? Ừ. Công nhận nhãn ngon kìa. Chị hai ăn chậm nha. Em ăn sao mà. Chị lợp bỏ vô thì mới chậm. Còn có sợ mới ăn nè. Làm thì chưa mấy nghiệp thì biểu nói chậm vậy. Nãy giờ lo làm chưa ăn á. Hôm qua đem gì ăn hết chưa gì? Chưa hết mẹ con bơm cúng con địa chứ. Ăn cái bàn thờ con có đâu có ăn. Con mua với con đời nào không ăn. Dạ hả? Trời đất ơi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của mình. Mời các anh chị nhấn nút đăng ký và chia sẻ, ủng hộ giùm mình. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.